Vườn lan của Vũ 67 hôm nay có một chậu lưu hội cánh chớp, nó nở khá là đẹp. Em mời anh chị mình ngắm xem. Sẵn hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị, chia sẻ cho anh chị mình cái cách chúng ta vô giá thể và bón cái gì ở trong giá thể để cái cây kiếm của chúng ta nó phát triển lá to, cành hoa dài và cây nó lực để mà nhanh đẻ, làm kinh tế hiệu quả nha. Rồi, đây là một cái bông lưu hội rừng, bông chớp thôi. Con này, cây này nó không có tên tuổi gì đâu anh chị, nhưng mà nó khá đẹp thì em sưu tầm. Hôm nay là nở ngày đầu tiên của những cái bông đầu. Thì đánh giá về mặt hoa, đánh giá sơ nha. Thứ nhất là cánh, là cái con này cánh bầu nè anh chị. Hai cái cánh vai dưới này nó bay ngang khá đẹp. Lữ của nó là ít cuộn ha. Thì cái mặt bông này thì nhìn nó cũng tương đối thôi. Nếu mà theo thang điểm 10 thì nó cũng được khoảng 5 điểm, 6 điểm. Còn về lưu hội thì những dòng này là dòng thường thôi, không có phải là lưu hội đột biến đâu. Rồi trở lại vấn đề giá thể nha. Để cây kiếm mà phát triển tốt anh chị, việc đầu tiên chúng ta là chúng ta phải bón phân hữu cơ nha. Hữu cơ thì anh chị cứ bón cho em là trùng quế đi, nó sạch. Hai là phân dê, ba là phân bò. Mà đối với phân dê với phân bò thì anh chị phải xử lý nha. Bón lót ở bên dưới, trồng kiếm lên và bón lót ở trên mặt. Rồi cái thứ hai nữa, ngoài trùng quế ra thì anh chị sử dụng phân túi trà giùm em nha. Cái này kích rễ rất là hay, giữ ẩm kích rễ, dành cho những cây mới đó, để sai gốc một tí. Rồi, trùng quế, phân túi trà. Cái thứ ba là phân chì của Nhật đó anh chị, hàm lượng là 11 10 10 ha. Rồi anh chị cũng rải luôn cái phân chì và sử dụng luôn phân Rian siêu đạm nha, 31 10 10. Thì đối với cây kiếm đó, nó ăn rất là tốt, nhưng mà anh chị nhớ là trong thời gian ban đầu mình trồng cái một tuần đầu tiên chúng ta không có bón phân nha, tại nó chưa ăn uống cho đâu bón phân. Thì sau một tuần cây bắt đầu nó đâm rễ á, thì anh chị bón phân thì chúng ta bón trùng quế với cái phân túi trà này thì nó gần rễ được, nó không có bị chột rễ. Nhưng mà đối với phân hóa học như Rian siêu đạm hoặc phân chì của Nhật thì chúng ta phải bón xa. Và cái kiếm nó ăn rất là mạnh anh chị, trồng thì anh chị nhớ là giá thể nhiều một tí nha anh chị, đừng có tiếc giá thể nha. Cái kiếm nó ăn ra mạnh lắm. Đây anh chị thấy giá thể của em không, có trùng quế, phân tăng trạm Rian, phân túi trà và luôn luôn là phải giữ ẩm nha. Rồi ngoài ra thì chia sẻ với anh chị về cái cách bón lót dưới chân thôi. Còn cái lịch phun thuốc kiếm thì anh chị nào mà cần thì em sẽ làm một clip ở phía sau nữa để hỗ trợ cho anh chị mình cái lịch bón phân thuốc cho cây kiếm. Anh chị thấy cây kiếm của em cái này trồng 2 tháng nha anh chị, chia sẻ một khóm từ của ông anh đi rừng về, 2 tháng mà cây nó đã phát và nó đâm một cành bông rất là khá. Rồi tổng hợp lại nha anh chị, phân trùng quế, phân túi trà, phân Rian siêu đạm hàm lượng 31 10 10, phân chì của Nhật hàm lượng 11 10 10. Anh chị bón 4 cái loại đó cho em, kết hợp với cái lịch phun thuốc thì cây của anh chị nó sẽ mau phát triển nha, lá xanh dày đậm, cây phát triển. Rồi cảm ơn anh chị, chúc anh chị có một cái vườn kiếm đẹp.